đó, trí thức đó, dễ thương. Có vẻ cũng không phải là mười mấy tuổi đâu. Tự nhiên cái em nhát luôn á. Đúng rồi, chắc là người này rồi. Thế đâu, cơ hội cuối cùng á. Không là chị em mình vai nhau luôn á. Ôi khoan khoan, để em tìm cái chỗ trốn hoàn hảo đã. Đó, đó. Ủa gần quá vậy, gần quá vậy. Dạ được ạ. À, chị Miko Lan Trinh đúng không ạ? Đúng rồi, chào em. Dạ. Ủa chị nghe giọng em người miền Trung hả? Dạ đúng rồi, em là người Nghệ An. À, dạ. Ở vào đây học hay đi làm? Em vào đây đi học và đi làm luôn đó chị. Em bao nhiêu tuổi? Em 24 tuổi. 24 tuổi. Ồ. Nãy giờ nói chuyện mà dạ. Chị chưa được biết tên em. Dạ, em tên Mỹ ạ. Dạ. Em Mỹ. Dạ. Em đã có bạn trai chưa? Dạ, em qua 24 mùa lá rụng rồi chưa có. Có bạn trai? Dạ. Mỹ, chị có một bạn tên là Thi. Dạ. Em có muốn dành khoảng 10 phút của chương trình để thử gặp bạn đó và tìm hiểu không? Cho em hỏi đây là chương trình gì? Hôm nay em thấy chị có đi qua lại rồi. Chị có đi qua lại chị tìm. Bây giờ là một cái đoạn giới thiệu của bạn đó. Dạ. Mời em nghe nè. Dù cho mây, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời. Âm nhạc bán chợ cũng quá. Cũng là nhạc hoài cổ đó. Có gió lạnh đây. Ủa hát hay quá. Có đêm buồn lây. Có lá buồn gây. Người ơi, dù sao đi nữa, tôi cũng yêu em. Hay quá, vỗ tay. Đồng ý gặp bạn chừng 10 phút thôi để nói chuyện với bạn được không? Dạ thì em kiểu cũng rất là thích nói chuyện với người bạn mới á. Dạ. Vậy ha. Dạ. Ok, cảm ơn em. Yeah. Ngồi đây nha, đừng có bỏ đi đâu, quay lại thì em biến mất chứ. Ngồi đây đúng không? Ừ, ngồi đây, rồi. Hai bạn là bạn Thi và bạn Mỹ đang ở cạnh nhau. Bây giờ Thi có thể đưa cánh tay phải ra trước một chút không? Bàn tay. Đây. Cái sao em cảm nhận bàn tay và ảnh sao? Sao không dám không nắm hả? Có những cái vết chai chai đó thấy không? Có. Đó. Cái này là kiểu rất là cố gắng trong cuộc sống. Hình như là Mỹ đang hồi hộp đúng không? Thì thấy là tay Mỹ hơi lạnh. Lần đầu tiên mình gặp người lạ kiểu này nên mình cũng biết. Mình thấy hơi hồi hộp thật. À, làm gì nắm hoài vậy? Được rồi, thả ra đi. À, em muốn cảm nhận về sức vóc của chàng trai này không? Nè, tay nè, gồng lên xíu nè. Gồng lên xíu coi nè. Rồi, đây ha. Mà cường tráng xíu coi nè. Ra. Kiểu đồng vào sinh vật lạ. Thi ơi. Dạ. Em có muốn cảm nhận một nét nào đó trên người Mỹ không? Mỹ cho Thi được vuốt tóc Thi nha. Mỹ cho Thi được vuốt tóc Mỹ nha. Tóc là bộ phận người cảm thấy không tự tin nhất. Rồi bạn cứ vuốt đi. Ồ, tóc mượt mà. Không, mình đang cố gắng để tóc nhiều hơn và mượt hơn. Mời hai bạn tháo bịt mắt ra và nhìn nhau nha. Rồi mời hai em tháo bịt mắt ra, nhìn nhau. Chào Mỹ. Anh nhìn mặt quen quá ta.
bắt đầu câu chuyện rồi thì Trinh xin phép để hai bạn có 10 phút nói chuyện với nhau ha. Sau đó thì Trinh sẽ quay trở lại. Đây, cố lên Thi. Mỹ là người Sài Gòn hả? Không, bạn có thể đoán được qua cái giọng nói của Mỹ. Hình như Mỹ, Mỹ là người miền ngoài. Miền ngoài là ở đâu? Hà Nội, à, không, không phải Hà Nội nữa. Hình như là Quảng không? Hả? Quảng. No, no, Quảng là phải làm gì mình làm hoài gì lộn gì. Xin giới thiệu với bạn mình đến từ không phải Huế, Nghệ An. Quê của anh rể mình cũng ở Nghệ An. Với bạn thì trước khi mà gặp mặt á, là bạn đã nghĩ rằng đầu rằng là bạn sẽ nói về câu chuyện gì, cái topic gì chưa? Chưa luôn á, thật sự không không nghĩ gì được luôn. Mình cũng thế, mình cũng không biết phải nói gì hết á. Mỹ học ở đây lâu chưa? Mỹ học ở đây là 6 năm rồi. 6 năm nhưng mà không nói được tiếng Sài Gòn. Bạn là người Sài Gòn đúng không? Đúng rồi, người Sài Gòn, sinh ra ở đây luôn. Hôm trước mình tính thuê một giáo viên người Sài Gòn để dạy cho mình tiếng Sài Gòn ấy. Nhưng mà sau khi tìm hiểu thì mình đã bỏ cuộc vì nó có vẻ là rất là khó. Nếu như mà Mỹ không ngại thì Thi có thể làm giáo viên của Mỹ. À, nhưng mà có học phí không? Không, chắc chắn là sẽ không. Ừ. Ok. Mình có thể nói về những cái sở thích đi. Thì Mỹ thích ăn gì? Mỹ cực kỳ thích ăn những món đồ chua, nhất là ô mai, là măng ngầu, xoài. Xoài chấm mắm được? Đâu, xoài chấm muối Tây Ninh. Ok. Cực kỳ thích. Ok, chúng mình hợp nhau cái đó đó. Hợp. Mỹ có ăn bún đậu không? Có. Ăn bún đậu bằng tôm. Tuyệt vời quá chị ơi. Ở Nghệ An có món gì ngon tao? Ở Nghệ An hả? Nghệ An thì món gì ta? Công nhà mẹ nấu là ngon nhất. Mà hình như là bạn thích nấu ăn đúng không? Đúng rồi. À. Mình có thích nấu ăn không? À, mình biết kiểu gì bạn cũng hỏi câu đó. Mình không giỏi nấu ăn lắm nhưng mà từ bây giờ mình cảm thấy là mình cần phải tìm hiểu về cách nấu ăn, bởi vì sau này nó rất là cần trong cuộc sống, mình biết đâu đó mình sẽ cảm thấy thích. Bởi vì thật ra là trước đây mình ở mình nên mình nấu được, nhưng mà nấu cho bản thân mình ăn nó khác với việc mình nấu cho người khác ăn. Vậy thì okay. Như nào nên nếu nó sao cho hợp thì chị chắc Mỹ cũng nghe được cái đoạn voice của Thi rồi đúng không? Đúng rồi, hát rất hay, cực kỳ ấm áp. Cảm ơn Mỹ. Mỹ có thích một người hát hay hát cho Mỹ nghe không? Có chứ. Vậy nếu mà sau chương trình này chúng ta có thể có một buổi đi ăn những cái món mà mình thích, và chắc chắn là Thi sẽ nhường cho Mỹ chọn những cái món mà Mỹ thích, thì Mỹ có đồng ý không? Nếu mà bạn gọi là cho mình ăn những cái món mà mình thích thì kiểu tại sao không? Mà bạn là 24 tuổi đúng không? Đúng rồi. Bằng tuổi 96 hả? Đúng rồi. Mình 95. 95. Vậy là hơn mình 1 tuổi. Hồi nãy mình tưởng là 96. Tại mình luôn quy định mình lúc nào cũng 23 tuổi cho nó trẻ chứ. Mình cũng nghĩ vậy, sao giống nhau như vậy. Toàn cứ sừng lòng ngẽ không à. Bạn có câu hỏi gì thêm dành cho mình không? Đặt tình huống chưa? Em đặt tình huống cho bạn chưa? Dạ em quên mất tình huống rồi chị. Mẹ có thích đi xem kịch không? Mình chưa bao giờ xem kịch nhưng mà mình nghe nói rằng xem kịch rất là hay. Và sắp tới nếu mà có cơ hội thì sẽ xem. Cần gì có cơ hội chứ, Thi mời Mỹ đi coi luôn chứ cơ hội gì ạ? bạn hát hay này, bạn biết đánh guitar hay gì không? Đàn biết Thi chứ Thi không biết đàn. Hồi nãy trong voice là Mỹ đã nghe Thi hát rồi, vậy Mỹ có thích hát không? Mỹ cũng rất là thích hát. Bạn hát được nhạc nước ngoài không? Được. Bạn biết bài Perfect không? Biết. Mình chỉ nhớ bài đó thôi. Mình hát nha. Ok. I found for me, darling, just dive right in, just follow my lead. I found a girl beautiful and sweet. I've never knew you were to someone waiting for me. We were still kids when we fall in love.
not known and what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. And your heart is all I own. And in your eyes, your home. In my baby eye, dancing in the dark, you between my arms, half along the grass, listening to our favorite song. When I was still in the past, I look at beautiful, I won't deserve the. Darling, you look perfect tonight. Wow. À, cho ngồi xíu nha, không khí lãng mạn quá. Không biết là kết quả như thế nào, nhưng mà không hề có sắp đặt trước. Mà tìm ra một người hát song ca với mình ăn ý như vậy trong một buổi chiều lãng mạn, hoàng hôn nhẹ nhàng trên con đường sách này cũng là một kỷ niệm đẹp rồi ha, Thi và Mỹ. Đâu có đâu, em đâu có nói gì đâu. Chị cảm thấy cảm xúc của em nó hơi lạ so với hồi nãy em nhoi hơn bây giờ. Bây giờ em đang như thế nào? Em rần rần. Em rần rần hả? Em hồi hộp. Ok, hồi hộp là đúng, tại vì mình chuẩn bị tới phút giây quan trọng. Bây giờ cho chị hỏi suy nghĩ của Mỹ trước. Mỹ suy nghĩ như thế nào về chàng trai tên Thi? Em nghĩ là người con trai tên Thi này tên là Thi. Và bạn ấy nói chung là nói chuyện với em khá là hợp. Thì bây giờ là lúc để các em lắng nghe trái tim của mình. Mời hai em đứng lên ha. Bây giờ trong 3 tiếng đếm thì các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ. Bạn nào muốn lấy bông hồng từ tay của Trinh, có nghĩa rằng muốn ngỏ lời với người kia, hãy cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Và đối tượng còn lại sẽ suy nghĩ xem mình có đồng ý với cái sự ngỏ lời này hay không. Cả bạn Thi và bạn Mỹ đều có thể là người chủ động giành lấy bông hồng này để ngỏ lời với người còn lại. Còn chuyện đồng ý hay không cũng là do trái tim của các bạn mách bảo. 3 giây của các bạn để suy nghĩ. 3 2 1. Mời em. Có thể là Thi sẽ còn thiếu sót rất là nhiều, nhưng mà Thi có thể ngỏ lời hỏi Mỹ là có thể mình có thể cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Đúng, cảm ơn bạn. Hết chưa? Em có đồng ý không Mỹ? Cầm lời đồng ý rồi chị. Wow, bây giờ cảm xúc của em sao Mỹ? Suy nghĩ của em như thế nào? Thật ra thì có nghĩa là em nghĩ là hôm nay rất là một cái duyên luôn. Bởi vì đúng cái lúc mà chị gặp em, không biết chị có nhìn cái tựa đề của cuốn sách em đang đọc hay không. Nó cũng là cái chủ đề về tình cảm á. Đúng rồi. Và em không hiểu sao đúng lúc đọc thì chị xuất hiện. Thì em thấy rằng là chị duyên tới rồi. Mình cứ go with the flow. Thì mình thấy là gặp bạn ấy mình nói chuyện thấy vui. Thì mình cứ cho cơ hội nhất mình đi chơi, mình nói chuyện để mình hiểu nhau hơn. Đó, còn sau này như thế nào thì còn là một cái câu chuyện dài phía trước mình có thể viết tiếp. Bây giờ hai bạn có thể nắm tay nhau được không? Một cái nắm tay thôi. Ôm được. Thôi. Đòi hỏi quá, từ từ nhẹ nhàng. Nói gì? Mong là Mỹ sẽ không ngại. Bàn tay trai của Thi. Nhưng mà cho hỏi là sao lại trai như thế này? Thi tập gym. Ôi, em nghĩ là Mỹ sẽ khó quyết định lắm. Vậy em đừng tấn công luôn đi. Ê, đi nha. Từ từ cho em ngay đi. Nắm tay. Chị xin chúc cho các em là từ cái duyên này mình cũng có thể phát triển để nở thêm, để có được nhiều những cái hạnh phúc bên nhau. Dạ, em cảm ơn chị, cảm ơn Miko.